không? Đâu, cô vô chưa có lại, cô có thể ăn cơm được mà, với rau được mà. Tại đây nghiêng đạo cơm. Phải có nấu kia cơm đâu, phải có gì mới được rồi chứ. Không nha, kia nó là cái cô đó. Bao nuôi quỷ chậu cờ luôn á. Lắc xả. Nghe nhả là nó ngon nhưng mà lại bị mất. Khổ thân. Mực câu. Mực khô câu. Anh hy sinh đó. Hy sinh năm anh dùm có cái dạng nấu không có gì đâu. Thôi, thôi cảm ơn. Thơm dẻo nữa. Dẻo quá. Đẹp, quán đẹp hay người đẹp? Sao mà quán đẹp? Lát nữa đi đâu không? Dạ. Lát em rảnh không? Em còn qua một lần. Ý là còn ở đây phải làm việc nữa hả? Dạ có, còn việc nữa. Vẫn ở đây đúng không? Không, qua bên chỗ khác đi. Là qua chỗ khác quay khác nữa hả? If you want, I'm ready tonight. Okay. Yes. Rồi, xin chiêu xin chiêu hả? Yeah, yeah. Đủ ký qua luôn. Okay. You want a new hay là you want quán quen của anh? Quán nào? Không có bạn là có đó. It's a đông đúc ổn. Bà bắn đi. Bắn thì dở. Không, anh phải đi coi không khí đi. Đúng rồi, anh biết rồi. Anh biết hết rồi đó, dòng dòng của anh biết hết rồi. Đi, ngồi chờ đây nó này, anh Quy đi nó mới đi mà. Ok. Rồi, nói chuyện gì? I'm in. Em nói rồi, tôi biết đầu tư là I'm out. Con bé nó là business. Bé nó sắc tăng quá hả? Bé nó sắc quá. Là muốn mở vẻ hả? À, cổ đông. Cùng cổ đông. Dạ. Mình chưa dám lại. Anh mở có 4 rồi nhưng mà cái năm đợi cái năm. Chứ sắp tới là anh Giang cũng ngấp nghé vô tiệm cà phê đó. Đừng có sẵn tôi áp vô thôi mà. Chén cơm của con nhỏ con đá bực. Cà phê thần kỳ lấy con nhà đó. Cà phê thần kỳ á. Lo. Không mà anh làm cái kiểu khác. Anh làm mà Úc Ly phải tặng cô cái dưới. Bà tháng bán nhà. Nếu mà làm vậy thôi em mua ly cà phê tặng chỉ vàng. Là ok. Sẽ phải bán sẽ nhanh hơn. Vậy thôi em ơi, ta bán một ly cà sữa tặng cuốn sổ đỏ. Ai chơi lại. Không, mấy người bị điên em. Nói chung là trong nhà bức bối quá. Lâu lâu ra đường được nữa nói chuyện chém gió chơi. Vì khán giả. Đi dài ngậm chút. Giống chị Quy hả? Sao không giống? Ý anh nói giọng anh Quy sao giống giọng của chú Út là Duyên Vũ á. À dạ dạ. Giọng mấy chị. Tại vì giọng trẻ, mấy người trẻ đi. Người có tiền nói vậy. Trong tầm anh. Nói giờ qua kia ha, em chạy qua. Bây giờ mọi người qua trước đi, chạy qua chụp cái hình không? Chạy qua liền. Ố? Nhá. Ở quận mấy? Em là quận 2 luôn, chụp cái hình đây qua liền. Ok. Rồi chụp hình qua liền. Cho bị chỉ đi, chạy qua. Ok, anh sẽ dán cho. Dạ dạ dạ. Thì mọi người lên đi, không có chí hết. Ủa? Dạ, gia đình bán chạy hả cưng? Dạ, đẹp là quá. Đây là bóng mặn hả anh Giang? Bóng mặn đi. Đủ mặn nhắm ra là đẹp ngoài mà chưa hổ nè. Hổ mỏ mới. Hồi nãy chỗ mình cũng là món này mà. Thì đó. Nóng hổi hả? Quy ơi, tình rồi diễn xuất như vậy sao? Làm tài quá. Ủa Lê Dương, Lê Dương Bola đi không đi hả? Không, anh đó đi quay phim lại Buka được. Còn Chris thì nó đang reaction. Trời, mấy người hỏi vậy nó xô quá chạy. Thiếu chạy qua cái đó, nên nó qua xíu là đi Bình Dương diễn luôn. Dương trai đi Bình Dương hả? Dạ. 5 giờ mời đâu dễ nữa. Kìm Tú Tú. Ở nhà nấu ăn ha. Ủa chăm quá. Rồi nghiệp ghê. Các bạn đi thôi gì rồi. Mùa hai thế. Thế em hả? Ôi, đúng quá. Có thể là hai anh em mình đây là hai anh em thế đó. Bè. Không được đâu. Đây anh em mình nổi miếng quá trời. Quá trời ok. Tâm đà. Đi lên đường nghỉ ngơi đi. Dạ.